Chào các bạn, ở phần bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nốt cái button chơi ngay trên cái banner của chúng ta. Thì để vẽ được cái button này, mình sẽ tạo ra một file mới. Việc tạo file mới ở đây là để vẽ cho nó gọn gàng, nó không bị trùng với cái hình ảnh chúng ta, cho nó dễ vẽ thôi. Với file mới này thì mình để tạm kích thước của nó là 200 chiều ngang và 100 chiều dọc. Sau đó các bạn sử dụng cho mình cái công cụ là Rectangle Tool, công cụ vẽ hình chữ nhật. Sau đó ta vẽ một hình chữ nhật với kích thước mà các bạn có thể tùy ý. Ta có thể vẽ áng chừng cái kích thước lên đây cũng được, không cần thiết phải chính xác tuyệt đối. Sau đó là bạn nhìn vào cái button trên bài mẫu là ta sẽ phải tạo ra hai cái đỉnh của cái hình chữ nhật đó, nó ra lệch về hai phía. Theo đây mình sẽ sử dụng công cụ Pen Tool. Sau đó là mình sẽ thêm vào một điểm ở vị trí này. Sau đó là ta thêm tiếp một điểm ở bên này. Tuy nhiên là trước khi thêm thì bạn nhìn thấy cái điểm thêm vào nó là đường cong. Bạn giữ phím Alt để chuyển thành công cụ Convert và kích lên nó một cái để nó trở thành cái điểm dành cho đường thẳng tương tự cho bên này. Sau đó bạn dùng công cụ là Direction Tool, ta ấn phím Shift, ta kéo Z nó ra bên ngoài này. Bạn để cho cái căn chỉnh này nó có thể chính xác, bạn mở cái công cụ thước kẻ bằng cách vào menu View, chọn Ruler. Sau đó trên Ruler bạn kéo cho mình một đường gióng xuống vị trí này. Ta nhìn thấy là lúc này thì cái điểm này của chúng ta nó không thực sự chuẩn so với cái điểm bên kia. Thế là ta sẽ kéo dịch nó bám dính vào cái Ruler Tool, cái đường Ruler Guide ở trên đó để có được cái hình nó chuẩn hơn. Hai cái hình phía bên dưới này, bạn có thể kéo dịch nó vào một chút. Vì ở đây là mình đang vẽ theo kiểu tương đối, cho nên các bạn cứ kéo nó xuống và chúng ta cố gắng là căn chỉnh nó bằng mắt. Mình xóa bỏ cái đường gai kia đi. Đó. Bạn cố gắng căn chỉnh nó bằng mắt thường để ta có được cái hình nó vừa phải như cái hình mẫu. Bây giờ mình ngó lại cái hình mẫu. Bạn thấy là cái hình mẫu của chúng ta nó khá là dài và cái hình này của chúng ta thì nó hơi ngắn. Chính vì thế là mình sẽ dùng thao tác là mình dịch chuyển hai cái điểm nốt này, dịch lên đây một chút. Bạn thấy là nó giống cái button mà chúng ta có rồi. Được chưa? Vậy là sau khi ta đã vẽ xong cái hình đó thì bước kế tiếp là chúng ta sẽ tiến hành là tạo hiệu ứng cho cái hình. Thì để tạo hiệu ứng cho hình này ta sẽ dùng các hiệu ứng sau. Đầu tiên bạn dùng cho mình cái hiệu ứng là Bevel Emboss. Các bạn điều chỉnh các cái lệnh trên Bevel Emboss để tạo ra được cái hiệu ứng giống như bài mẫu. Trường hợp này thì mình sẽ dùng Shadow ở phía bên dưới. Ta có thể dùng cái chức năng là Bevel Emboss là Chisel Hard để cái khối nó cứng hơn. Bạn giảm bớt cái phần ánh sáng ở phía bên trên. Ta muốn lấy cái hiệu ứng bên dưới, ta có thể điều chỉnh cái size. Và bạn có thể tăng cái Deep để cái khối của chúng ta nó lớn lên một chút. Sau đó bạn có thể thêm vào một hiệu ứng là Stroke. Với cái Stroke ở đây thì mình cũng để là màu trắng. Tuy nhiên là nếu bây giờ để đường viền màu trắng thì ta chả nhìn thấy cái gì ở phía bên dưới cả. Cho nên mình sẽ ấn OK. Ra bên ngoài mình sẽ tô cho cái background của chúng ta thành màu đen. Lúc này bạn nhìn thấy cái màu trắng rồi. Ta lại kích đúp vào cái nền màu trắng của chúng ta. Và chúng ta thực hiện thao tác điều chỉnh cái size cho nó lớn lên một chút. Bạn có thể giảm Opacity để có được cái hiệu ứng hòa trộn giữa cái đường viền với các đối tượng phía bên sau. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ tạo thêm một hiệu ứng tô màu Gradient Overlay. Ở đây mình sẽ sử dụng sẵn cái hiệu ứng mà màu vàng chuyển sang vàng cam mà trong chương trình nó đã tích hợp sẵn. Bạn nhìn thấy là ta có cái màu Gradient Overlay. Sau đó ta có thể đưa con chuột ra bên ngoài, ta điều chỉnh cái vùng Gradient đó sao cho hợp lý. Trường hợp này màu nó bị ngược thì mình sẽ dùng cái lệnh là Reverse trên bảng này để mình đưa cái màu cam nó xuống bên dưới như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Bước kế tiếp là ta sẽ tạo cho nó một chút hiệu ứng Drop Shadow. Tuy nhiên bây giờ chọn Drop Shadow thì ta lại chả thấy nhìn thấy gì cả bởi vì cái background ta đang là màu đen. Mình sẽ đảo ngược nó thành màu trắng. Và bây giờ với cái hiệu ứng Drop Shadow thì mình sẽ dịch chuyển cái phần Distance của nó gần vào đây một chút xíu. Sau đó phần Size ta sẽ thu hẹp lại để một cái chút xíu Drop Shadow nó thật là nhẹ thôi. Cái phần điều chỉnh cho hướng chiếu sáng thì các bạn tùy các bạn có thể đặt ở đâu cũng được. Đó, phần Spread thì ta không trải rộng nó cho mình thu hẹp lại. OK. Phần quan trọng nhất để tạo ra cái hướng button giống như bài mẫu của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải tô lên trên đó một mẫu tô pattern overlay. Tuy nhiên để có thể tạo ra được mẫu tô trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải thực hiện một cái thao tác là làm cái button trước đó đã. Bây giờ mình ấn OK và mình trở ra bên ngoài. Các bạn mở cho mình một cái file trong bài tập mẫu nó có tên là pattern. Ta sẽ đưa cái pattern này vào trong thư viện của chúng ta bằng cách là các bạn vào trong menu Edit, chọn lệnh Define Pattern, các bạn đặt mẫu pattern ở đây, mình đặt luôn tên nó là pattern. Rồi bây giờ ta sẽ di chuyển vào phía bên trong file này, ta kích vào Pattern Overlay. Ở đây thì có một cái chú ý là cái động tác vừa rồi mà tạo Gradient của mình ở đây thì nó hơi thừa. Bởi vì bạn tạo Gradient xong nhưng Gradient nó lại che lên Pattern, thành ra là nó không có tác dụng gì cả. Nếu như mà ta giảm cái Gradient đi thì ta mới nhìn thấy thằng Pattern phía bên dưới, đúng không ạ? Đó. Theo bây giờ mình sẽ bỏ cái màu Gradient đi, ta chọn lại Pattern Overlay và ta di chuyển xuống phía bên dưới danh sách. Ta sẽ nhìn thấy là ta có một cái mẫu pattern đã được tạo ra ở đó. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái lệnh opacity điều chỉnh nó và ta kéo thanh trượt size. Bạn thấy là ta có được một cái sự điều chỉnh cho cái mẫu pattern. Bây giờ mình lại thử bật gradient overlay và giảm bớt opacity hoặc là ta sẽ trộn nó vào một hiệu ứng là color để có được cái hiệu ứng hòa trộn giữa hai đối tượng đó nó hợp lý hơn.
thì trông nó cũng sẽ đẹp mắt hơn. Ta di chuyển về mẫu pattern ở đây, ta có thể kéo để điều chỉnh cái vị trí của mẫu pattern đến chỗ nào mà ta cảm thấy nó hợp lý. Vậy là ta đã giải quyết xong được cái đối tượng button layer cho cái phần bài tập này. Tiếp đó thì các bạn mở cho mình một cái file hình ảnh, nó có tên là bullet. Ở đây ta có một cái file hình ảnh rất là nhỏ nhỏ, bạn sẽ di chuyển nó về cái file của ta, bạn đặt nó vào đây, rồi ta Ctrl T, ta thu nhỏ nó đi một chút xíu. Đây chính là cái chấm mà trên cái button của chúng ta, bạn nhân đôi nó sang chỗ này. Vậy là ta đã tạo xong được cái hiệu ứng dành cho cái button. Bây giờ ta còn thiếu một chữ chơi ngay nữa thôi. Nhưng trước khi mà ta có thêm chữ chơi ngay thì mình sẽ group tất cả các layer này lại trong một layer Smart Object để quản lý nó sao cho dễ. Lúc này mình sẽ di chuyển nó sang bên phần file bài tập mẫu của chúng ta. Bạn đặt nó ở vị trí này, bạn có thể transform nó theo cách nào mà bạn muốn. Trường hợp này mình thử kéo lớn nó lên một chút xíu. Các bạn lưu ý là khi kéo lớn như này thì ta phải rất là để ý, bởi vì cái bức ảnh pattern của chúng ta là nó sẽ bị nội suy. Còn lại những cái đối tượng xung quanh này thì nó không ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó là đối tượng vector được ta tạo ra bằng công cụ là rectangle trên phần mềm. Đó, sau đó thì ta sẽ gõ thêm vào một cái chữ là chữ chơi ngay. Sau đó là các bạn lựa chọn một cái phông chữ là UTM Omitted Regular. UTM Omitted Regular. Bạn thấy là ta có chữ chơi ngay nằm ở đây rồi. Ta sẽ thực hiện thao tác là chỉnh phông size cho nó, đưa nó trở về vị trí giống như bài mẫu. Và chỗ này thì ta chỉ cần tô một cái màu vàng thôi, hoặc là bạn nhìn lại bài mẫu là nó chỉ là một cái màu vàng và có thêm một chút đường viền. Chính vì thế thì ta sẽ tô màu vàng ở trong layer style bằng cách vào color overlay, chọn màu vàng, tăng opacity của nó lên, và sau đó tạo thêm một chút hiệu ứng là stroke với cái màu là màu đen, và ta giảm bớt cái kích thước của stroke đi cho nó phù hợp. Vậy là bạn đã tạo xong được cái chữ chơi ngay ở trên đó, rất là dễ và đơn giản. Như vậy là ta đã tạo xong được cái phần button đó cho cái banner của chúng ta. Ở cái bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ học nốt một công đoạn cuối cùng. Sau khi các bạn thiết kế một cái banner xong thì chúng ta sẽ phải xuất cái file hình ảnh này và tối ưu hóa nó khi đưa lên web, làm sao để nó giữ được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất nhưng lại với cái dung lượng file thấp nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.